Xin chào kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới này là tin đến từ Nam Phi. Chính phủ Nam Phi buộc phải ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc với hiệu lực ngay lập tức trong lúc quốc gia này đang trải qua những đợt cúp điện chờ khắp nơi chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Nam Phi là Saro Ramaphosa hôm 9 tháng 2 cảnh báo tình trạng cúp điện diễn ra hàng ngày là mối đe dọa lớn tới nền kinh tế và sự ổn định của xã hội của quốc gia phát triển nhất châu Phi này. Ông nói như sau: Việc ban bố tình trạng thảm họa sẽ giúp cho hạ tầng cơ sở thiết yếu như là bệnh viện và nhà máy lọc nước được bảo vệ khỏi những đợt cúp điện, đồng thời đẩy nhanh tốc độ xây dựng những dự án sản xuất điện năng, giảm thiểu những quy định và thủ tục trong thời gian qua, Eskom là công ty sản xuất điện duy nhất tại Nam Phi phải thực hiện việc cúp điện luân phiên khoảng 10 tiếng mỗi ngày để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống sản xuất điện năng vốn phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than được xây dựng từ nhiều thập niên trước đây. Ngoài việc ban bố tình trạng thảm họa, chính phủ Nam Phi cũng có những thay đổi lớn về chính sách tạo điều kiện cho các công ty tư nhân tham gia vào ngành sản xuất điện. Tuy nhiên, giới chuyên gia và các nhà tàu đầu tư cảnh báo rằng các biện pháp nói trên sẽ mất rất nhiều năm để đem lại hiệu quả. Một vị bộ trưởng phụ trách vấn đề điện năng cũng sẽ được bổ nhiệm để giám sát việc ứng phó trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Thổ Nhĩ Kỳ dùng chuyên cơ tổng thống di tản trẻ sơ sinh. 16 trẻ sơ sinh chưa tìm thấy người thân đã được chuyên cơ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chở từ khu vực động đất Karamanama đến thủ đô Ankara chăm sóc. Đây là những em bé được phát hiện một mình sau trận động đất hủy diệt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong đó, hai em bé chưa xác định danh tính được cứu ra từ đống đổ nát ở tỉnh Karamanmaras, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 14 em bé còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện ở Karamanmaras vào thời điểm động đất xảy ra nhà chức trách chưa thể liên lạc với người thân của các em. Những hình ảnh chụp trên máy bay cho thấy các bé sơ sinh trong vòng tay của những người cứu nạn. Khi chuyên cơ tổng thống hạ cánh xuống sân bay Espenboga ở thủ đô Ankara, các nhân viên của Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội Thổ Nhĩ Kỳ đã đón các bé và đưa tới bệnh viện Edlik. Ngay trong ngày, bà Emine Erdogan, phu nhân của tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã đến thăm các em bé tại bệnh viện. Những ngày qua đã có những cuộc giải cứu lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, có cả những đứa trẻ được đưa lên từ đống đổ nát hơn 30 giờ sau trận động đất. Bên cạnh đó cũng có sự tuyệt vọng lan rộng và sự tức giận ngày càng tăng của người dân trước tốc độ cứu nạn chậm chạp ở một số khu vực. Số thương vong đến hôm nay đã vượt quá 22.000 người. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Australia tập trận không quân chung để đối phó với Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, lực lượng không quân của Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc vào ngày 9 tháng 2 đã thực hiện các cuộc tập trận không quân chung nhằm mô phỏng hoạt động chống lại máy bay chiến đấu và lực lượng phòng quân của Trung Quốc. Cuộc tập trận mang tên Red Flag kéo dài 3 tuần lễ do Hoa Kỳ tổ chức trên sa mạc Nevada. Đại tá không quân Hoa Kỳ là ông Gerard Hutchinson, chỉ huy phi đội huấn luyện chiến đấu 414, điều hành cuộc tập trận này cho biết như sau hoạt động thường niên này không liên quan tới bất kỳ sự kiện nào gần đây. Trung Quốc chỉ là thách thức về tốc độ để chúng tôi huấn luyện sự sẵn sàng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi sẵn sàng với Trung Quốc thì chúng tôi cũng sẵn sàng với bất kỳ thế lực nào. Trọng tâm của cuộc tập trận này đó là tìm cách làm quen với khoảng cách rộng lớn mà Hoa Kỳ, Anh Quốc cũng như Australia sẽ phải đối mặt khi hoạt động trên khắp khu vực Thái Bình Dương, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp tác chiến của lực lượng không quân của ba quốc gia này. Riêng thiếu tướng John Lee là chỉ huy lực lượng cơ động của Không quân Hoàng gia Anh cho hay, nhiệm vụ trong cuộc tập trận Red Flag lần này sẽ mô phỏng việc đưa lực lượng không quân vào khu vực đã bị một quốc gia thù địch xâm nhập. Vai trò của chúng tôi sẽ là trợ giúp cho lực lượng tiến vào khu vực đang bị chiếm đóng và nhắm vào các tài sản quan trọng để làm suy giảm khả năng của đối phương. Cựu Thủ tướng Boris Johnson có thu nhập cao sau khi rời chức. Trong vòng chưa đầy nửa năm, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thu nhập 4,8 triệu bảng, tương đương 5,8 triệu Mỹ Kim. Trong đó, gần 2,5 triệu bảng Anh, hơn 3 triệu Mỹ Kim đến từ các hợp đồng diễn thuyết ký với hãng Harry Walker ở New York. 510.000 bản đến từ khoản tạm ứng cho các hồi ký chính trị ông sẽ viết cho nhà xuất bản Harvard Collins, còn lại là nhuận bút thu về từ các cuốn sách khác. Như vậy, chỉ trong vòng 5 tháng kể từ khi rời Downing Street, Boris Johnson có thu nhập gấp 50 lần khoản lương nghị sĩ Hạ Viện là 84.144 bản Anh, theo BBC News đưa tin. Ông Boris Johnson giữ ghế thủ tướng cho đến tháng 9 năm 2022. Theo truyền thông Anh, khi còn đương chức, ông không dư giả vì lương thấp, trong khi chi phí cho gia đình đông còn cao. Nhưng sau khi rời chức vụ, ông lại dễ kiếm tiền hơn và không phải là cựu thủ tướng Anh đầu tiên có thu nhập rất lớn. Nguyên thủ tướng Tony Blair cũng trở thành triệu phú, thu nhập hàng chục triệu Mỹ Kim sau khi chấm dứt nhiệm kỳ 2 năm năm 2007. Ở Mỹ, các cựu tổng thống cũng thu nhập khổng lồ từ diễn văn và diễn thuyết. Theo các báo quốc tế trích nguồn công khai, ông Barack Obama thu 400.000 Mỹ Kim trong một bài diễn văn năm 2017. Các ông Bill Clinton và George W. Bush thu khoảng 200.000-700.000 tới Mỹ Kim trong một lần xuất hiện và phát biểu. Tổng thống Ukraine cho biết rằng một số quốc gia sẵn sàng gợi chiến đấu cơ cho Ukraine. Ông nói như sau, châu Âu sẽ ở bên chúng tôi cho tới khi nào chúng tôi chiến thắng. Tôi đã nghe điều đó từ một số nhà lãnh đạo của châu Âu về việc họ sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi vũ khí cũng như sự trợ giúp cần thiết, bao gồm cả máy bay. Tổng thống Zelensky nói như trên trong cuộc họp báo tại Brussels sau khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối hiệp châu Âu. Ông cho biết là sẽ tiếp tục nêu vấn đề về máy bay chiến đấu cũng như các loại máy bay khác trong các cuộc đàm phán song phương sắp tới. Hiện nay chưa có sự xác nhận từ bất kỳ quốc gia châu Âu nào về việc cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Nhưng lời phát biểu của ông Zelensky có thể cho thấy một sự thay đổi lớn về sự trợ giúp quân sự của phương Tây dành cho Ukraine. Cũng trong ngày 9 tháng 2, chánh văn phòng tổng thống Ukraine là ông Andriy Chermak đã viết trên các trang mạng xã hội như sau vấn đề về vũ khí tầm xa và máy bay chiến đấu cho ukraine đã được giải quyết tuy nhiên tổng thống pháp là ông macron đã có một phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của khối hiệp châu âu có thể khiến cho tổng thống zelensky buồn lòng theo hãng tin tass thì tổng thống pháp nói rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu không phải là mối ưu tiên hàng đầu đây không phải là thứ mà quân đội ukraine cần đến trong lúc này trong mọi trường hợp các máy bay chiến đấu không thể được chuyển giao trong những tuần sắp tới. Các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine cho tới nay vẫn từ chối gửi máy bay chiến đấu hoặc là vũ khí tầm xa có khả năng tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga do lo ngại leo thang cuộc xung đột hiện nay. Xe quân sự chở chất nổ và tên lửa của Mỹ bốc cháy ở Đức Hai xe tải của quân đội Mỹ chở chất hàng tấn chất nổ và tên lửa đã va chạm trên đường cao tốc A6 đoạn nối giữa thành phố Heilbronn và Nürnberg thuộc tiểu bang Bayern, miền nam nước Đức hôm 10 tháng 2. Vụ việc khiến hai binh sĩ bị thương nặng, mặc dù một trong hai chiếc xe bốc cháy nhưng theo cảnh sát, số chất nổ và tên lửa trên xe không bị ảnh hưởng do chúng chưa được gắn kiếp nổ. Đám cháy nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa dập tắt. Tuyến đường cao tốc bị phong tỏa từ hai hướng khiến giao thông ùn tắc hàng km. Số chất nổ sau đó được chuyển lên các phương tiện khác. Theo thông tin ban đầu của cảnh sát, không có phương tiện nào khác liên quan đến vụ va chạm. Hai người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân sự việc. Trở lại với chiến trường tại Ukraine, giới hữu trách tại Ukraine nhận định rằng phía Nga đã bắt đầu leo thang quân sự như dự báo của Ukraine. Các quốc gia phương Tây cho rằng nước Nga đang lên kế hoạch tấn công lớn tại Ukraine có thể là vào đầu tuần tới, trước ngày cho một năm chiến tranh bùng nổ. Đài CNN trích dẫn lời ông Sergei Haidai là tỉnh trưởng của Lukan, cho biết như sau, chúng tôi có thể kết luận rằng sự leo thang đã bắt đầu. Chúng tôi có thể nói, trên thực tế, đây là một phần của cuộc tấn công toàn diện mà phía Nga đã lên kế hoạch. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng ghi nhận sự gia tăng tấn công của lực lượng quân đội Nga. Theo nhật báo The Guardian, phía Nga vừa tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn và cả máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu ở miền Đông và miền Nam của Ukraine. Báo động về oanh tạc vang lên tại hầu hết các vùng trên cả nước Ukraine vào tối 9 tháng 2. Ông Serhiy Lysak là chỉ huy trưởng quân sự của tỉnh Dnipropetrovsk cho hay, trong số đó có máy bay không người lái Shahed và ít nhất là một chiếc bị bắn rơi. Tỉnh trưởng là Vitaly Kim cho hay máy bay không người lái của Nga đã tiến sâu tới thủ phủ của tỉnh Mykolaiv. Ngoài ra, phía Ukraine còn ghi nhận máy bay không người lái của Nga xuất hiện tại tỉnh Zaporizhia, là nơi giao tranh tiếp diễn dữ dội giữa hai bên. Tin tức chưa được xác nhận cho biết có khoảng 30 cho tới 40 chiếc máy bay không người lái phóng đi từ Mariupol Đợt tấn công này diễn ra trong khi Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đang công du tới châu Âu để kêu gọi các quốc gia phương Tây hãy gia tăng việc cung cấp vũ khí, đặc biệt là oanh tạc cơ, trước khi quân đội Nga gia tăng các cuộc tấn công mới tại chiến trường Ukraine. Nicaragua phóng thích đưa hơn 200 tù nhân tới Mỹ. Một giới chức chính quyền tổng thống Biden cho biết chính phủ Nicaragua đã thả 222 tù nhân, trong đó có nhiều người thuộc phe đối lập với tổng thống Daniel Ortega. Washington đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 222 tù nhân này đến Mỹ, nơi họ sẽ được ân xá với lý do nhân đạo trong thời gian 2 năm. Tổng thống Nicaragua Ortega nói rằng những người bị bắt giam cùng nhiều người khác đã đứng sau các cuộc biểu tình hồi năm 2018 nhằm mục tiêu lật đổ chính quyền. Trong một tuyên bố thẩm phán Nicaragua, Octavio Ruth Ruth nói những tù nhân này bị trục xuất theo sắc lệnh có nội dung tuyên bố họ là những phần tử phản quốc gây hại đến nền độc lập và chủ quyền Nicaragua. Phía Mỹ cho biết đây là một hành động tích cực từ phía Nicaragua. Giới chức Mỹ cho hay chính phủ Nicaragua không đặt ra điều kiện để thả tù nhân và đây có thể được xem là tín hiệu nối lại quan hệ với Mỹ. Trước đó, chính quyền tổng thống Biden đã áp lệnh trừng phạt lên chính phủ và gia đình tổng thống Daniel Ortega. Trở lại với châu Âu, trẻ em tại Thụy Điển học phương cách để sinh tồn dưới những hồ nước bị đóng băng. Làng nước lạnh giá dưới hồ Reveland bị đóng băng không làm cho các em bé nao núng. Một cậu bé có tên là Elton, 11 tuổi, đã lao xuống hồ nước trong tiếng vỗ tay của các bạn mình. Ngẫn đầu trên mặt nước giữa cái lạnh 1 độ C, cậu bé này đã chụp lấy dụng cụ chống trượt đeo quanh cổ, đã đâm chúng vào lớp băng và tự kéo mình ra khỏi hố trong vòng 30 giây đồng hồ. Cậu bé này là một trong 40 em học sinh tại khu dân cư Solentina, miền Bắc của Stockholm, tham gia khóa học có tên là Isvas là một bài học giáo dục về thể chất tại trường này, nhằm huấn luyện cho các em cách sinh tồn nếu bị rơi xuống các hồ nước bị đóng băng. Cứ 3 tuần một lần, 750 em học sinh lớp 5 ở trường học Vasmora sẽ thay phiên nhau nhảy xuống chiếc hố có kích thước vào khoảng 2 x 4 mét giữa hồ băng các tiết học này không bắt buộc nhưng rất phổ biến tại quốc gia bắc âu này trước khi nhảy xuống hồ thì các em mặc đầy đủ quần áo rồi đội mũ đeo găng tay và đi ủng các em cũng đeo ba lô lớn để giúp giữ cơ thể được nổi lên và được buộc một sợi dây bảo hiểm do giáo viên thể dục cầm nắm theo giáo viên Iskarsen, thì những tiết học này rất quan trọng bởi vì Thụy Điển là quốc gia mà các hoạt động ngoài trời là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người. Đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.